Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là vùng binh Ngô Tuần Châu ngày xưa và ngày nay là ngã sáu Phù Động. Thì hành trình hôm nay em dẫn bà con mình chúng ta cùng đi một vòng cung đường Lê Thánh Tôn để mình nhìn ngắm cái quang cảnh xung quanh khách sạn Ngân Hà, để khi mà các anh chị của bạn có dịp về Sài Gòn mình cũng có được những cái hình ảnh để tham khảo khi mình ở khách sạn này ha. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi ở đường Lê Văn Duyệt, Cách Mạng tháng 8 và Ngô Tuần Châu, Võ Tánh năm xưa là hướng bên trái chúng ta đây. Còn theo hướng ngược lại camera chúng ta sẽ đi về chợ Cồn Muối, cầu Ông Lãnh, rồi Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Nghĩa, công viên 23 tháng 9. Hành trình chúng ta sẽ bắt đầu từ vùng binh này ha, vùng binh này và đi theo con đường Phạm Hồng Thái. Mình sẽ đi qua đường nha. Mình đi qua đường và cùng ngắm lại. Hay quá, lẹ lên. Rồi kịp rồi. Cùng ngắm lại con đường Phạm Hồng Thái rồi qua đường Lê Thánh Tôn, một góc đường của Gia Long. Thì hôm nay là chủ nhật nên rất là nhiều cái du khách họ tham quan, họ đi một vòng ở Sài Gòn này. Và nơi đây có khách sạn New World và chúng ta thấy đó là cà phê Starbucks. Cà phê Starbucks thì ở đây thì ngồi tại chỗ uống, nơi cũng rất là sang trọng. Nếu các cô chú anh chị các bạn có thường xuyên uống Starbucks ở nước ngoài thì về Việt Nam chúng ta cũng có rồi ha. Chúng ta đang đi trên đường Phạm Hồng Thái, Phạm Hồng Thái để đi thẳng đến đường Lê Lai. Và chúng ta sẽ có một cái trạm xăng dầu và chúng ta sẽ quẹo trái để đi đến đường Lê Thánh Tôn. Mình đang đi ở bên hông khách sạn New World. Trời Sài Gòn hôm nay không có nắng lắm, trời dịu mát, thích hợp để chúng ta đi dạo hóng mát. Và chúng ta nhìn xa xa đằng kia có cái giao lộ Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái. Mình sẽ đi qua đường nha, ngay vị trí trạm xăng dầu Petrolimex. Đối với con đường Phạm Hồng Thái ngày nay thì có rất là nhiều khách sạn, rồi những cái dịch vụ làm con dấu, làm những cái quà lưu niệm, những cái vật dụng bằng mica đó, nằm ngay đầu đường Phạm Hồng Thái và Lê Lai. Nhưng mà chúng ta sẽ đến đây là chúng ta quẹo rồi, mình không có đi ngang đó ha. Và anh chị nhìn xa xa đó là cái tòa nhà 68 tầng, tòa nhà cao nhất nhì Sài Gòn, nhất nhì Việt Nam luôn ha. Rồi chúng ta sẽ đến đằng kia và mình sẽ qua đường nha. Nơi đây là cái lối đi ở phía dưới tòa nhà khách sạn New World, để đi qua cái đường Lê Lai. Thank you.
đối với khu vực này thì người nước ngoài rất là nhiều, họ đi du lịch, rồi họ đi lòng vòng ở khu trung tâm Sài Gòn này. Và nơi đây có cái vạch qua đường, chúng ta sẽ qua đường nha. Sau những cái cơn mưa bão ở Sài Gòn thì hôm nay Sài Gòn đã hết bão rồi. Rồi ngay đây có cái cây xăng đường Lê Anh Xuân. Con đường này cũng rất là ngắn, nói từ đường Phạm Hồng Thái cho đến đường Gia Long, Lý Tự Trọng. Rồi tới đây chúng ta sẽ đi bên quẹo trái cái giao lộ Lê Thánh Tôn và Lê Anh Xuân này. Khu này thì cũng có những cái quán cà phê cốc, rồi live stream rất là mát. Chúng ta sẽ đi dọc theo cái đường Lê Thánh Tôn này để mình nhìn nhòm ngó xem những hình ảnh ở Sài Gòn ngày nay ở trên trục đường này như thế nào ha. Hôm bữa chúng ta cũng có đi những hình ảnh về đêm rồi đó, nhưng mà mình muốn xem lại những hình ảnh ban ngày cho rõ hơn. Thì hôm nay em rất là vui khi thực hiện được cái video này để gửi đến các anh chị và các bạn. Nhìn bên đây có khách sạn Platinum Hotel, thêm một sự lựa chọn nữa cho các anh chị khi mà có dịp về Sài Gòn, hoặc là các cô chú anh chị ở xa, ở dưới tỉnh thì chúng ta cũng có những hình ảnh để tham khảo ha. Thì những khách sạn ở đây tầm giá chừng vài trăm ngàn đến 1 triệu một đêm thôi, không quá mắc. Phòng thường 400-500 ngàn. Và chúng ta nhìn thẳng qua kia đó là đường Phạm Hồng Thái đi về khách sạn New World, bụng bên Phù Đổng Thiên Vương. Rồi chúng ta tiếp tục nha, mình cùng dòm ngó những hình ảnh, biết đâu mình lại có thêm một sự lựa chọn khác ngoài khách sạn đó. Có khách sạn lớn mà, The Lux Hotel. Khách sạn này cũng 3 sao, 2 sao thôi, khách sạn này 2 sao thôi. Và đây có phòng bán vé nữa nè. Bên kia có cái giao lộ, đó là giao lộ Trương Định và Lê Thánh Tôn. Chúng ta đi tí nữa thôi là đến chợ Bến Thành rồi. Chúng ta nhìn thấy đây là đường Trương Định ngày nay, đường Trương Định một chiều ha. Đi thẳng hướng này thì mình sẽ ra cái đường Lê Lai. Và đi thẳng cái hướng này, chúng ta sẽ đi về công viên Tao Đàn. Và nơi đây có một cái quán cơm cũng rất là nổi tiếng, đó là cơm Đồng Nhân. Ngày xưa em cũng có review cho cô chú anh chị mình xem rồi đó, cơm Bà Cả. Chúng ta nhìn nha, cơm Bà Cả rất là nhiều món luôn. Và buổi chiều nơi vị trí này có một cái cô bán tàu hũ đá,
cũng rất là nổi tiếng ngay chỗ Vít Xăng này, trước cửa Vít Xăng này. Và chúng ta sẽ đi bộ nha, đi bộ qua bên kia đường, tiếp tục đi đến cái khách sạn Ngân Hà ở số 219 Lê Thánh Tôn. Dạ đưa rồi. Chúng ta thấy ở đây đường một chiều, rất là nhiều xe cộ, rất là tấp nập. Đây có vựa trái cây nè, 141. Chỗ này hôm bữa anh chim không biết có vô chỗ này mua hay không ha. Chỗ này cũng có tiếng ở Sài Gòn nè. Nhưng mà trái cây thì mình nhìn thấy bề ngoài thì nó đẹp, nhưng mà bên trong không biết như thế nào, chỉ có ăn rồi mới biết thôi. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái nơi mà bán trái cây sạch ở Sài Gòn. Thêm một địa điểm nữa để các anh chị bạn tham khảo ha. Chúng ta tiếp tục đi tiếp chút xíu nữa là chúng ta sẽ đến khách sạn rồi. Ở đây con đường này cũng rất là đẹp và sầm uất, với những cái cửa hiệu, những cái shop, những cái khách sạn, đặc biệt là những cái cửa hàng vàng bạc đá quý. Như chúng ta thấy đây là cửa hàng vàng bạc đá quý Doji, và kế bên có phở 2000. Và Sài Gòn ta cũng vẫn như ngày nào, những cái hình ảnh của những cái cô bán trái cây dọc theo cái lề đường, dọc theo vỉa hè. Như ngày xưa thì có những hình ảnh gánh thấy cô đó ở bình nước là biết du khách ở khách sạn mua nước gì uống. Và kế bên khách sạn Ngân Hà thì có một cái Sacha Food, nơi bán những cái thực phẩm, những cái rau củ quả, giống như là siêu thị đó. Nhưng mà này chỉ bán những cái sản phẩm ít thôi, một phần của siêu thị. Sacha Food cái bảng xanh xanh này nè, nó giống như là shop tiện lợi vậy đó, nhưng mà thiên về rau củ, trái cây. Và đối diện khách sạn cũng có những cái quán cà phê cốc. Thấy quán cà phê cốc ở chợ Bến Thành nè. Rồi mình đi chút xíu nữa nha, sắp đến cái khách sạn của ta mà. Và chúng ta nhìn bên tay trái đây, đó là khách sạn Ngân Hà, số 219, số 196 Lê Thánh Tôn, 198. Để che cái địa chỉ rồi, thấy không rõ cho lắm. Đó, hiện để bảng sale off 25% cho mùa hè. Khách sạn Ngân Hà, chi nhánh cổ phần công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành. Kế bên khách sạn thì có một cái nhà đang mới xây xong, chắc có lẽ là cái khách sạn trong nay mai nữa thôi. Kế bên đây thì có vàng bạc đá quý và hoàng thứ. Và phía trên thì có quán BBQ. Đó, nhìn trên lầu nè, có cái quán BBQ nằm trên lầu nè.
burger steak seafood beer. Nhìn bên tay phải thì có cái chợ chợ Bến Thành. Nếu mình ở cái khách sạn đó thì chúng ta cũng có cái view như thế này, nhìn ra công viên 23 tháng 9 đường Lê Lai, và nơi đây cũng tiện lợi khi mà có cái shop cái cửa hàng đổi tiền nổi tiếng ở đây, đó là Hà Tâm. Và lại tiếp tục đi xíu nữa mình nhìn bên góc bên đây ha, cái khách sạn nhìn trực diện ngay ngã ba đường Phan Bội Châu, phố Phan Chu Trinh và Lê Thánh Tôn. Số 190, số 190 Lê Thánh Tôn, địa chỉ khách sạn Ngân Hà. Và kế bên thì có cái ngân hàng đó, ngân hàng Aribank. Và chúng ta nhìn một dọc bên cửa Bắc chợ Bến Thành, với những cái trái cây rồi túi sách nón, những cái quà lưu niệm rất là đẹp. Hoa nữa nè, đó. Rồi chúng ta nhìn qua đây là con đường Thủ Khoa Huân với cái street food rất là hấp dẫn về đêm. Hôm bữa em có đi vô đó để các anh chị và bạn xem rồi đó, chúng ta có thể xem lại ha. Rồi, một số hình ảnh ở con đường Lê Thánh Tôn và khách sạn Ngân Hà và một số khách sạn ven khu vực này gửi các anh chị và các bạn để chúng ta có dịp đến Sài Gòn và mình có những hình ảnh để tham khảo ha. Rồi kia em rất vui khi mà được thực hiện cái video này và nhân đây cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại trong những video tiếp theo nhé.